nay chúng ta lại đến một hành trình kết nối trái tim, một chương trình quen thuộc của chúng ta, anh Xuân Bắc, và hôm nay có một người khách rất là mới, rất là đẹp. Đó chính là Mai Khôi. Vâng, một tràng vỗ tay cho Mai Khôi trước khi Mai Khôi bày tỏ quan điểm của mình. Xin mời. Thật ra Mai Khôi cũng không phải là người mới lắm đâu nha. Tại vì chương trình này rất là thân quen đối với Mai Khôi. Và Mai Khôi nắm rất rõ những cái chi tiết mà các bạn đã từng trải qua với nhau. Mai Khôi theo dõi nó thường xuyên lắm. Thế tức là Mai Khôi cũng là một fan trong chương trình. Có đúng thể không? Nói như vậy. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, vâng, hôm nay chúng ta có thêm một khách mời rất là mới nhưng mà lại rất quen thuộc với chương trình, đó chính là Mai Khôi. Đồng thời tôi cũng xin bày tỏ sự quan tâm của rất nhiều những fan hâm mộ đối với chương trình. Đó là trên diễn đàn của chúng ta và có rất nhiều người viết thư gửi về chương trình là nói là làm cách nào để các bạn có được một quyển sách về hành trình kết nối những trái tim. Thì tôi xin bày tỏ ngay rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn có thể mua ở những hiệu sách hoặc các bạn có thể đăng ký tại diễn đàn hành trình kết nối những trái tim. Còn bây giờ chúng ta sẽ lại đến với hành trình kết nối những trái tim để xem các bạn trẻ của chúng ta với những mối tình, thậm chí có cả tay ba nữa. Và đặc biệt là tôi đang rất quan tâm đến sự tỏ tình của cô Nấm với anh và mì tôm. Thực ra là kết quả tuần, nó như nào? Tuần vừa rồi thì tôi rất là chờ đợi để tôi xem kết quả như thế nào, mặc dù chúng ta phần nào đoán ra rồi. Em cũng chờ đợi. Phần nào đoán ra rồi nhưng mà biết đâu đoạn kết nó có sự thay đúng đổi rồi. Chúng ta vẫn hy vọng có một em, điều em chỉ chờ là anh chàng mì tôm với khả năng của mình anh ấy sẽ làm cách nào để cho cô Nấm bớt phần bớt buồn đi, bớt buồn nhất. Đấy, chúng ta cùng xem giải quyết sẽ như thế nào. Buổi sáng quyết định chọn đúng rừng thông nơi chỉ mới ít hôm trước cả nhóm cắm trại vui vẻ ở đây để chờ nghe câu trả lời của mì tôm. Nấm dường như cũng có rất nhiều lý do để hy vọng. Không dưới một lần cô đã thổ lộ tình cảm của mình với mì tôm. Bốn người con trai trong nhóm của mình thì ai là người mà em thấy ấn tượng nhất? Thì em nói là anh tìm. Nhưng mà thật ra thì đến giờ trong bốn anh thì đối với em anh là người đặc biệt nhất. Hơn cả những lời nói, Nấm cũng đã có những giây phút vui vẻ bên mì tôm thế này. Cô không biết rằng đêm qua, mì tôm cũng đã có một đêm không ngủ. Không dưới một lần được Nấm phát tín hiệu rằng cô quý anh. Thậm chí anh còn vẫn đang nợ cô một lời hứa chưa kịp làm. Nếu như mà có dịp thì anh sẽ mời em một ly cà phê sau. Nhớ nha. Nhưng mà cái đấy nó có thể là nó hơi lâu một chút. Nhưng hôm nay bắt buộc phải đứng trước sự lựa chọn, hoặc là ở lại với hành trình, với lá, hoặc là chia tay Nấm, chia tay và không còn cơ hội gặp lại. Lựa chọn cách nào đây? Giờ khắc quyết định đã tới, người mà Nấm đang nóng ruột chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Chào anh. Đêm qua ngủ được không? Dạ cũng thầy muốn. Tự nhiên hôm qua anh dậy sớm à? Hôm nay. Sáng nay. Có khi 3 giờ đã dậy rồi. Anh để trước em một tiếng. Anh cũng không biết nhưng mà thấy nó sớm sớm à. Rồi không ngủ lại được nữa. Không biết làm sao nhưng mà sẽ rất là vô tâm nếu như mà anh không nói được những câu này với em. Anh biết là Nấm quan tâm đến anh rất nhiều. Thật sự là như thế. Có lẽ cái lần rõ nhất đó là cái lần mà anh bị thương ở lưng. Mỗi ngày Nấm đều hỏi thăm anh. Anh biết điều đó. Nhưng mà dường như là cái sự vô tâm của anh làm cho em buồn hơn.
Thực sự là anh rất là xin lỗi. Có lẽ là lúc này càng nói nhiều thì anh lại càng buồn hơn. Có lẽ anh sẽ nói với em hai lời xin lỗi. Một là anh xin lỗi vì tất cả những gì anh làm cho em đã quá buồn. Và lời xin lỗi thứ hai là anh không thể rời hành trình cùng em lúc này được. Dạ em hiểu. Em rất là lúc này em không biết nói gì, nhưng mà em cũng rất cảm ơn là anh đã nói lên những suy nghĩ của anh. Em cũng rất cảm ơn hành trình vì ở đây em đã cảm thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và em cũng đã có rất nhiều người bạn tốt. Em chúc anh có một chuyến hành trình rất hạnh phúc. Và em chúc anh là luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Em sẽ rất nhớ thời gian ở đây. Anh gửi lại em chiếc vé. Còn đây là chiếc mũ có ghi tựa đề câu chuyện cổ tích. Hy vọng là em sẽ nhớ. Bắt tay em nữa. Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại nấm nhá. Hẹn gặp em ở Sài Gòn. Cảm ơn. Nấm đã khóc. Cô gái sống rất nội tâm, tưởng như rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, đã kiêu hãnh vượt qua chính bản thân để sống với tình cảm thật của mình, rồi ra về như thế. Rất là buồn, một cô gái sống rất mạnh mẽ và bây giờ cô ấy phải trở về một mình. Ở số trước chúng ta cũng đã phân tích và chắc là Mai Khôi cũng xem rất kỹ cái sự phân tích của Xuân Bắc, Tiến Đoàn cũng như là của Thanh Phân. Tức là nếu như mà đây là một sự giải thoát hoặc cũng có thể là một sự trốn chạy, nhưng nếu chúng ta nhìn nhận ở khía cạnh cuộc sống thì đây là một sự dũng cảm. Nhìn thẳng vào sự thật. Và tôi cho rằng là có thể trong mối tình này Nấm thất bại, và chúng ta không thể không nói là Nấm không thất bại được. Đúng rồi. Nhưng mà có thể mối tình này Nấm thất bại, nhưng mà đây là tiền đề cho những cái sự thắng lợi lần sau. Bởi sao? Bởi vì Nấm bắt đầu mạnh mẽ hơn, bắt đầu sống tự tin hơn, dám bày tỏ quan điểm và tình cảm của mình hơn. Và phụ nữ ngoài cái sự yêu kiều, nhẹ nhàng, thùy mị, nết na, duyên dáng thì cũng cần phải có một chút mạnh mẽ. Và ở đây Nấm đã có được. Không biết là Đoàn cảm thấy nào? Với Nấm thì đương nhiên là ai cũng có cái cảm giác là buồn chung với cô ấy. Nhưng mà biết đâu sau chương trình này nhiều người xem chương trình và cảm thấy rất là yêu mến cái nội tâm của Nấm, yêu mến cái tính cách của Nấm mà tìm đến với cô ấy. Thấy chưa? Và cô ấy sẽ có quá nhiều sự lựa chọn. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay nho nhỏ để chia sẻ với Nấm. Chia tay Nấm, chuyến xe lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong khi chờ đón thành viên mới, các bạn trẻ tiếp tục cùng người dân nơi đây nỗ lực hoàn thiện cây cầu. Mì Tôm hôm nay chỉ yên lặng, anh dường như cố gắng tập trung vào công việc để quên đi hình ảnh chia tay buổi sáng. Tất nhiên, một người khác không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào của Mì Tôm,
nhưng cô im lặng. Nhưng nhật ký hôm đó của Lá viết những dòng đầy tâm trạng. Lá không thể phủ nhận rằng trong mình có những nơm nớp lo sợ. Sợ anh sẽ thay đổi trước một cô bé nấm nhẹ nhàng, mong manh. Anh dằn vặt vì thời gian qua để nấm buồn, sẽ có nhiều cảm xúc tồn tại trong anh. Người lớn thì có lý do để buồn vì sự thiếu vắng của một thành viên thân thiết, nhưng bọn trẻ thì không nghĩ như vậy. Uno là người đầu tiên được bọn trẻ lôi trở lại thế giới thực tại. Đi, anh sẽ cho mày đi tìm. Thấy không nhá? Đi lấy làm sao? Lúc sau, dường như mì tôm cũng phát hiện ra đây là cách để thoát khỏi nỗi buồn. Rồi cuối cùng gà Tây cũng bị kéo vào cuộc. Ra đâu? Nhưng gà Tây quả là mất cảnh giác, trong khi thi sĩ May thì luôn tận dụng mọi thời cơ. Phải áp sát mục tiêu và dè chừng đối thủ, nhưng cũng phải có lý do chính đáng để làm việc đó. Và lý do chính đáng của gà Tây là cổng Uno đi chơi. Tối hôm đó, mì tôm và Lá nói chuyện sôi nổi và rõ ràng đúng như tính cách của họ. Chỉ có điều cả hai người càng ngày càng đi vào chỗ tối để nói chuyện. Trong ba người, bồ câu, nấm và em, thì bồ câu và nấm thì anh cũng coi như là bạn rất là bình thường thôi. Sau một thời gian đúng không? Trời. Đúng là đúng, sau một thời gian. Thì sau một thời gian đấy thì anh chủ yếu là anh tiếp xúc với em nhiều nhất. Thế thì nó nảy sinh tình cảm là chuyện đương nhiên thôi. Vậy là nếu như lúc tiếp xúc với nấm nhiều nhất là khác rồi chứ gì? Túm lại là không tiếp xúc với nấm với bồ câu nhiều bằng em. Ừ thì ý của Lá là nếu như không tiếp xúc với Lá nhiều thì có nghĩa là không như vậy chứ gì? Là chỉ đơn giản là vì tiếp xúc nhiều thôi chứ gì? Thế với em thì em thấy là ví dụ như là giả sử là chồng em ở miền Bắc. Thôi em đừng có nói mấy. Tức là không nói gì xa xôi ha. Đừng có nói cái chuyện okay. Gọi chồng gì đó. Anh cứ nghĩ đơn giản đi. Không, tức là người ta thấy chưa? Anh mất một khoảng thời gian để anh thấy một người, rồi một khoảng thời gian để tình cảm nó hơn, rồi một khoảng thời gian tìm hiểu nữa. Không. Ý anh là muốn giả sử, tức là anh giả sử cái đó, anh có biết cái chuyện đó nó nặng lắm chứ bộ. Anh muốn đặt ra một cái tình huống giống như là em đặt ra một cái tình huống mà hôm trước đấy làm cho mỗi người hiểu một nẻo. Hay thì cứ nghĩ đơn giản, là Lá hỏi gì thì trả lời cái đó. Đây. Sâu xa hơn là người này người kia. Đấy. Thì cái đó là tự mình làm khổ mình đúng không? Đấy. Phải không? Đấy thì chính vì là người nào cũng tự làm khổ mình thế nên là. Thì đây cũng thế, anh đặt ra cho em một cái tình huống như thế thôi. Câu chuyện nghe có vẻ giỡn vui là vậy. Lá dẹp ngay không cho mì tôm nói thêm về những chuyện của thì tương lai. Nhưng trong nhật ký hôm đó của Lá thì ngược lại. Lá cảm ơn anh mì nhiều lắm. Nếu trên chuyến hành trình này không có anh bên cạnh, Lá sẽ không biết niềm vui của Lá sẽ tới đâu và như thế nào cả. Một cảm giác an toàn, ấm áp và gần gũi. Sáng hôm sau, cả đoàn háo hức lên thị xã Hồng Lĩnh để đón một nữ thành viên mới. Tất nhiên là mọi người đều háo hức. Và đây là cô gái mới của chúng ta. Chào em. Chào mình. Chào bạn. Một cô gái Hà Nội với vẻ ngoài khá ấn tượng, với phong cách rất teen. Mới lên xe, nhưng cô gái Hà Nội này lại là người chủ động hỏi tên các cựu thành viên. Bạn là bồ câu, suýt mình quên tên luôn. Chào Tây. Nổi tiếng rồi. Mì tôm lập tức chứng tỏ phong cách ngầu của mình không chỉ qua hình thức. Anh gọi là tôm. Tên là dài thôi nhưng mà anh ý nói, anh không muốn nói nhiều.
Có vẻ lạnh lùng đấy. Anh là quản lý về những cái hành động của cả nhóm. Thế nhưng mà em có hành động gì sai trái thì anh sẽ nhắc nhở em. Anh là Mây. Mây trên trời, Mây bay. Còn đây là Uno. Anh giới thiệu Uno thì để cho Uno giới thiệu. Em có hỏi xong anh ấy đi, rồi quay sang anh. À, mây đen hay mây trắng tùy tình hình thời tiết và tâm hồn. Chắc là dông bão. Chắc vậy. Anh là Uno, cũng người Bắc giống em. Vâng, anh ở đâu ạ? À? Anh ở Mỹ Đình. Mình là Lá. Lá, cây lá gió. Lá và gió, chuyện tình là gió. Còn Mây, đam mê nhiếp ảnh tạm gác lại sau những ngày làm nhà thơ của anh chàng hôm nay bỗng nhiên sống lại. Chân dính ra. Anh nữa. Rồi, xong rồi. Nói chung là càng chụp càng xấu thôi, đừng chụp đi. Chỉ kịp thay đồ ở khách sạn, các thành viên cũ đã ngay lập tức kéo Sam vào cuộc. Hôm nay họ sẽ đi mua một số món quà, sách vở, giấy bút để tặng các em nhỏ ở xóm 4 từ nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà tài trợ Đất Vô Miên. Như để khẳng định sự thủy chung của mình trước sự xuất hiện của thành viên nữ mới, hôm nay Mì Tôm chủ động cầm tay Lá rất chặt. Vừa mới xuất hiện nhưng vẻ sôi nổi hoạt bát của Sam ngay lập tức khiến các anh chàng chú ý. Anh to đó. Tất nhiên là trừ hai người này. Trái em kéo được, dựt lên em kéo được. Tối hôm đó, cả nhóm thức đến tận khuya để sắp xếp chuẩn bị hơn 100 phần quà gồm đồ dùng học tập, bút, vở của nhà tài trợ Double Min dành tặng cho các em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc tại xã Đức Lâm. Ngày hôm sau, đại diện nhà tài trợ họ sẽ trao phần quà này cho các em. Có xé bao không? Xé bao lưu bao nhỉ? Sau hơn 10 ngày tích cực xây dựng, chiếc cầu đã ở giai đoạn hoàn thiện. Với quỹ thời gian ít ỏi của mình, hành trình không thể ở lại lâu hơn được nữa. Hôm nay các bạn tổ chức một buổi lễ giáng gì để bàn giao cây cầu cho địa phương và cũng để chia tay với bà con xã Đức Lâm, những người giờ đã dành cho hành trình kết nối những trái tim, những tình cảm đặc biệt. Mỗi người một việc. Uno cũng có một việc quan trọng phải làm. Anh yêu ai á? Anh vẫn chưa yêu chị nào cả. Anh không yêu chị Nấm. Anh quý chị Nấm. Có chị Nấm về đấy. Chị Nấm chị về rồi mà. Với 7 thành viên hôm nay và cả Nấm nữa, những lời mộc mạc cảm động này của bác trưởng thôn, của bà con xã Đức Lâm đủ để họ quên đi 2 tuần lễ làm việc liên tục dưới cái nóng oi bức miền Trung, đủ để họ hạnh phúc khi biết mình đang thực hiện sứ mệnh cao cả là kết nối những trái tim nhân ái. Những món quà dù không lớn nhưng đầy ý nghĩa đã được các bạn trẻ thay mặt nhà tài trợ Double Min gửi đến các em học sinh có thành tích học tập cao. Để có thêm những cây cầu mới, thêm sách vở mới cho các em học sinh còn gặp khó khăn khắp miền đất nước như những gì chương trình đang giúp đỡ được ở Hà Tĩnh hôm nay. Chương trình mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự chung tay góp sức của các tấm lòng hảo tâm để cùng chương trình chung tay xây dựng quỹ kết nối trái tim. Dạ, lớp 5 là cấp 2 rồi ạ. Nam. Nam. Dạ chào các cô ạ. Cảm ơn cả tay đấy. Dạ. Vâng, chào bác rồi đi. Chiếc xe hồng tiếp tục đưa các bạn tiến vào thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hôm đó, gần cửa đông thành phố Đồng Hới, Mì Tôm đã hẹn Lá để nói một chuyện quan trọng. Lần này chủ đề vẫn là chuyện hôn nhân. Lá cũng không có, chưa có đủ kiến thức, chưa có đủ những cái cần để mà lập gia đình hết đó. Ok, ok. Lá còn nhỏ lắm. Ok, anh hiểu. Trời ơi, làm như vậy giống như là mình khả năng mình nhỏ, mình phải vác một cái tảng đá rất là to trên vai. Một trọng trách lớn. Thì Lá nghĩ khi nào nghĩ mình bản thân mình đủ chín chắn, đủ tự quyết định, đủ chịu trách nhiệm tất cả. Thì Lá nghĩ rằng đến tuổi nào thì mình có đủ khả năng đó. Khi mà đã tự mình làm chủ được cuộc sống của mình, công việc. Thế là ít ra sẽ là phải có một công việc trước đã. Công việc ổn định. Ừ, một công việc ổn định.
Thậm chí có lúc anh chàng chuyển sang hình thức phỏng vấn tuyển nhân viên thế này. Có cần mức lương cụ thể không? Mức lương cụ thể hả? Cụ lá hả? Cụ lá, mức lương cụ thể cụ lá thì nói chung là đủ khả năng cho lá. Đủ khả năng cho lá đê, lá. Nói chung là sống thoải mái một tí là được rồi. Nhưng mà khi nào chuyện đó thì nó không có liên quan đến chuyện lập gia đình. Ok. Vẫn là thế, ngược với vẻ bông đùa bề ngoài, những dòng nhật ký của Mì Tôm hôm nay đầy tâm trạng. Lá thích mình, nhưng sao tình cảm không thấy cân bằng. Nhiều lúc mình thấy nghi ngờ Lá, chỉ vì mình quá yêu thôi. Lá hãy hiểu tính anh yêu em và sợ mất em thật lòng. Chiều hôm sau, Mì Tôm đã có một quyết định khá đột ngột. Anh Lũng à? Hôm nay em gặp anh để xin anh một chiếc vé về hành trình. Vâng. Tự tin hơn nữa lên. Ok, em cảm ơn anh. Vâng. Những vé này để quên trên nhà rồi. Chết rồi. Thì em lên hay anh lên? Cái thôi cầm cái này để tao trao cho bạn gái được. Cái này ạ. Cái này nói là anh Lũng nhá. Còn cái kia của em. Đùa đây rồi. Vâng. Em nhìn thấy rồi mà. Rồi. Cố gắng lên nhá. Vâng. Từ em nhá. Chúc thành công nhá. Cảm ơn anh nhá. Theo hai bạn thì cái sự tỏ tình này nó có khác so với những câu chuyện mà hai bạn này hay tâm sự với nhau không? Thế sẽ nói nó thẳng vào vấn đề. Thẳng vào vấn đề. Em đoán như vậy. À, thì mọi khi cậu cũng nói thẳng vào vấn đề. Ở tập trước cậu nói là hai nhà chúng mình xa nhau nhỉ? Và xa thì sao? Ở đón dâu nó khó. Thế còn Tiến Đan sao? Em nghi ngờ rằng khả năng thành công của anh này, tại vì những lần gặp trước đây thì mặc dù là cô có cảm tình với Mì Tôm thật, nhưng mà cô ấy luôn có một cái gì đó không có nhất quán với nhau. Chính anh Mì Tôm cũng cảm thấy được điều đó. Bây giờ là chúng ta cùng xem, là bởi vì câu chuyện của họ luôn rất thú vị, bây giờ chúng ta cùng xem là cụ thể nó sẽ thế nào. Đồng ý không? Đúng. Xin mời. Đẹp quá ta. Đẹp không? Đẹp. Đừng cát không à. Đi thôi. Rồi. Sao mà anh trông em đẹp đấy? Em linh cảm hôm nay có chuyện gì à? Anh thì anh rất ghét nói rằng là bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà đúng là bây giờ anh không biết bắt đầu từ đâu cả. Mấy ngày gần đây tâm trạng anh không được tốt. Có thể là anh nói cái anh sẽ nói thì anh hiểu. Thời gian gần đây tự nhiên anh cảm thấy ghen khi em nói chuyện với người con trai khác. Anh thấy ghen. Anh nghĩ đó là dấu hiệu của tình yêu. Nhưng còn một điều nữa, thực sự là có những lúc anh thấy, anh biết là anh rất sợ mất em, mặc dù mình chưa có đâu, nhưng nhiều lúc nghĩ anh sợ mất em, sợ một ngày nào đó em về cùng người khác. Thế nên hôm nay anh phải làm luôn, anh sợ không kịp. Anh muốn xin vé rời hành trình cùng em. Mày đừng ăn như anh. Anh yêu em lá. Tim anh đập loạn xạ. Anh muốn lá là người về cùng anh.
Biết là có đồng ý không? Chẳng hết thời gian suy nghĩ. Ok. Thằng nào cũng có một đêm để suy nghĩ nữa. Thật ra anh cũng định nói nhiều nhưng mà tự nhiên là quên mất rồi. Anh có hai cái tên của em ở nhà mắt nào. Đây là lắc chân. À sao? Anh cũng không biết tặng gì em lúc này. Vì anh nghĩ có những khó khăn sắp tới mà anh và em phải trải qua. Có thể anh sẽ không đi cùng em được, hoặc cũng có thể có. Nhưng sợi xích này em đeo vào, dù em đi ở nơi đâu thì anh vẫn dõi theo những bước chân của em. Còn cái này nữa, đây là chiếc vé dành cho hai người. Có thể đêm nay em sẽ suy nghĩ và ngày mai sẽ trả lời anh. Để giữ luôn hả? Ừ. Anh về trước đây. Gặp anh sau. Bye bye. Đúng tính cách của mình, Mì Tôm đã quyết định tỏ tình kèm theo một chiếc lắc chân với thông điệp rất rõ ràng rằng dù có ở đâu thì Mì Tôm vẫn luôn theo dõi bước chân của Lá. Nhưng liệu tất cả những điều đó đã đủ để kéo Lá rời hành trình cùng anh? Liệu Mì Tôm có vội vàng quá không? Lá sẽ quyết định thế nào? Ở lại hành trình nơi cô còn có những người bạn thân thiết khác, còn Uno và còn cơ hội để tìm kiếm một nửa thật sự phù hợp cho mình? Hay nhận tình yêu của Mì Tôm để chấp nhận những khó khăn có thể có về khoảng cách địa lý giữa hai người? Còn Mây, Bồ Câu và Gà Tây, câu chuyện của họ sẽ thế nào? Mì Tôm thì chắc chắn đã rời hành trình. Ai sẽ đến tiếp với chuyến xe hồng đây? Sam có thể là đối tượng hướng tới của Uno không? Chúng ta hãy cùng chờ xem trong tập 51. Bạn có muốn biết hành trình kết nối những trái tim sau 52 tập sẽ như thế nào? Hãy đến với gala kỷ niệm 1 năm phát sóng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2009. Bạn sẽ được gặp mặt và giao lưu với những gương mặt thân quen của chuyến xe tình yêu. Những điều thú vị sẽ được công bố, những thắc mắc của khán giả sẽ được giải đáp. Tôi khoái những người đàn ông mà đàn ông. Làm sao để nhận được vé mời? Hãy đăng ký nhận vé tại 18bis22 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 hoặc tại website lovebird.com.vn. Khi mua một quyển sách được chuyển thể từ hành trình kết nối những trái tim hay mua một áp thun của chương trình, bạn sẽ được tặng một cặp vé xem gala và số tiền đó sẽ được đóng góp vào quỹ kết nối những trái tim. Hãy đến với gala để cùng kết nối. Xóa hết đi những không gian chỉ cách mỗi